Xuất phát từ Tràng An, Ngài một mình cứ nhắm phía Tây mà tiến tới. Một hôm, Ngài đi ngang qua một hang núi, thấy trước cửa hang có nhiều phân của loài dơi. Ngài nghĩ rằng trong hang này ắt hẳn không có bóng người trú ngụ, vì nếu có thì đâu có nhiều phân dơi như vậy. Đồng lòng hiếu kỳ, Thầy liều bước vô hang cách cửa đồng không bao xa, ngài thấy một hình thù kỳ dị như một quái vật, trên đầu thì tóc kết lại, ở đó chim làm thành tổ, trong tổ chim con kêu chip 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 Mặt của cái vật thì phủ một lớp bụi đất dày, hình thù như một tượng đá. Ngài lại gần quan sát kỹ, à, hóa ra đây là một vị lao tăng đã nhập định từ lâu. Thầy lấy khánh gõ nhẹ, khiến cho vị này xuất định. Chờ một lúc sau, Lão Tăng bắt đầu cựa quậy. Ngài hỏi vị Tăng vì lý do gì mà ngồi ở đây. Quay hàm Lão Tăng nhúc nhích được một lát, thì có âm thanh phát ra như sau. tôi, tôi, tôi chờ Đức Phật Phật họ, 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 Hồng Dương xuất thế để tôi tôi có thể giúp 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 Ngài Hoàng Dương Phật Pháp. Phật Hồng Dương, tức Phật Thích Ca, Đến khi được nghe Pháp Sư nói cho hay là Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn từ lâu rồi, thì Lão Tăng ta vẻ kinh ngạc hỏi À, à Đức, Đức Thích Ca mau Ni à, ra đời hồi nào? Ngài Huyền Trang đáp. Ngài đã ra đời trên một ngàn năm nay, và Ngài cũng đã nhập diệt từ lâu rồi. À, Lão Tăng nói. À, Đức Thích Ca đã nhập, 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 nhập Niết Bàn. Ừ, à, vậy thì tôi, tôi lại nhập, nhập định chờ Đức Phật, à, Phật, Phật bạch 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 dương phật bạch dương à, ra đời để giúp ngài hoàng dương phật pháp phật bạch dương tức phật di lạc pháp sư nói ông bất tất phải nhập định chờ đức phật di lạc ra đời như vậy ông sẽ bỏ lỡ cơ hội một lần nữa chỉ bằng ông hãy theo tôi đi qua chẳng đáng tức trung quốc ngày nào tôi trở về nước ông sẽ giúp tôi hoàng dương phật pháp Lão Tăng suy nghĩ xong cho là có lý, bèn tỏ ý ưng thuận với lời đề nghị của Pháp sư Huyền Trang. Pháp sư dặn dò như sau. Cơ thể của ông đã quá cũ kỹ, ông nên đổi qua một thân mới. Khi tới Tràng An, ông xem tòa nhà nào lập bằng ngói sắc vàng lưu ly thì tìm vào đó mà đầu thai. Ngày sau, khi tôi ở Thiên Trúc Thỉnh Kinh về, tôi sẽ đến đón ông. Dặn xong thì hai người chia tay lên đường, người đi về hướng đông, kẻ về phương tây. Pháp sư Huyền Trang leo đèo lội suối, trải qua không biết bao tai nạn hiểm nghèo nhưng không bao giờ bị thối chí. Ngài đã có lời thề như sau. Thà tiến thêm một bước cuối cùng rồi chết ở trời Tây, còn hơn sống mà lui gót trở về đông độ. Một tinh thần vì Pháp quên mình như vậy thì quá thật là cao quý. Có như thế, Ngài mới hoàn thành được một sự nghiệp cũng rất là vĩ đại, một cống hiến lớn lao cho Phật giáo Trung Hoa. Đồng thời, Ngài cũng là người khai sáng ra tông phái duy thức. Có câu nói, kiến hề tư tề, chúng ta muốn thành tựu đạo nghiệp ắt phải noi theo gương sáng của Pháp Sư Huyền Trang, lấy Pháp Sư làm mẫu mực để làm theo, khiến cho trí huệ bổn hữu bổn có của chúng ta xuất hiện, đặng có thể cống hiến chút phần công sức xây dựng Phật giáo. Từ đó, ngày lại ngày, gối đất nằm sương, Ngài cứ theo hướng Tây mà tiếp tục cuộc hành trình. Kiên nhẫn giữ vững ý chí, quyết một lòng chưa tới đích thì chưa ngừng nghỉ. Người xưa nói, có chí thì nên. Ngài trải qua vạn ngàn gian khổ, đi trong ba năm thì tới được Thiên Trúc. Và tại Đại học Phật giáo Na Lan Đà, Ngài bái Đại sư Giới Hiền làm thầy. Đương thời là một vị cao tăng nổi tiếng về môn duy thức học. Ở đây, Ngài chuyên học về thập thất địa luận và du dạ luận. Sau khi đã hoàn tất việc tu học, Ngài trở về nước. Khi đi ngang qua thành khúc nữ, Ngài được quốc vương nơi đây là giới nhật cung thịnh, đứng ra tổ chức một đại hội biện luận. Có sự tham gia của 18 vị quốc vương cùng với các tông phái Đại Thừa, Tiểu Thừa, Bà La Môn và các phái ngoại đạo. Tổng cộng gồm có khoảng 6.000 người. Tóm lại, đó là một pháp hội lớn chưa từng có xưa nay mà pháp sư được mời đến giữ vai hội chủ. Ngài cũng thảo một luận chương xỉa Dương Đại Thừa và luận án này được giá ngay trước cửa hội trường, kèm theo một lời ghi chú. Nếu có ai sửa được một chữ, tôi nguyện xin bái làm thầy. Hội trường kéo dài suốt 18 ngày, nhưng không một ai sửa được chữ nào. Cuối cùng ngài trở thành vô địch. Không ai thắng nội, tên tuổi vang lần khắp năm nước ở Thiên Trúc, và không ai là không biết tới đại danh của Pháp Sư Huyền Trang. Năm tinh Quán thứ 19, tức công nguyên năm 645, ngày hôm 4 tháng Giêng, ngài về tới Trường An, với sự nghinh đoán của cả mấy chục ngàn người gồm các tăng lẫn tục. Vua đường Thái Tông phải tướng quát là Lương Quốc Công, và phòng huyền linh ra đón tiếp Ngài. Sau đó, Ngài tới trụ trì ở chùa Hoàng Phúc để phiên dịch kinh điển Phật giáo. Ngài lưu học tại Ấn Độ 12 năm cộng với thời gian đi về 5 năm, thành thử Ngài được coi như là một vị tổ sư trong các tăng sĩ du học. Kinh điển mang về Trung Hoa chứa trong 520 cái rương, tỉnh ra hơn 600 bộ. Ngài cũng hiến tất cả cho quốc gia, vua đường mời đến triều kiến rồi ban thưởng cho Ngài thoạt gặp vua đường ngài cả lời mừng cung hỷ bệ hạ vua không hiểu ý ngài ra sao mới hỏi lại pháp sư chúc mừng trẫm về chuyện gì mừng bệ hạ vừa có thái tử vua đường hết sức ngạc nhiên đáp lại rằng không có chuyện đó pháp sư tự nghĩ rõ ràng ta đã căn dặn lão tăng đến đây đào thai mà sau nay lại không thấy y ngài liền nhập định quan sát hỡi ơi ông ta không chịu tìm cho kỹ càng nên đã đầu thai lầm vào tôn phụ của uất trị cung rồi ngài bèn tâu lên vua đầu đuôi sự việc, được thể tổng nói hóa ra sự thế là như vậy pháp sư đổ cho y đi ngài tới thăm Úc trì cung kể rõ sự tình khi thoạt trông thấy người cháu có vị công thần này ngài vô cùng hoan hỷ, bởi trang thiếu niên trông rất khôi ngô tỏ dạng một anh tài sau này ắt sẽ trở thành một pháp khí lớn do đó ngài mới đầu nói ngay ngươi hãy theo ta xuất gia dạ. thiếu niên nghe nói tỏ vẻ không vui đáp đại sư nói gì bà ta sắc gia ơ, ừ, đau có chuyện đã đờn nà. Nói rồi, thiếu niên quay gót bà đi. Pháp sư hiền trang chỉ còn cách tâu lại vô đường nhờ vua chu toàn cho đoàn nhân duyên đó. Đường Thái Tông bèn hải chỉ ra lệnh cho cháu của Úc trì cung xuất gia. Vì đại thần tiếp chỉ và cháu ra thì gặp ngay sự cư tuyệt của cháu, y nói. Cái lý nào như vậy? Vì có gì hoàng đế bắt cháu phải xuất gia? Để cháu gặp hoàng đế nói cho rõ chuyện này ngày hôm sau úc trì cung mang cháu ra mắt vua thiếu niên tàu lên vua bệ hạ bá thằng xuất gia được lắm nhưng thằng xin ba điều kiện vua được thầy tông nói người muốn bao nhiêu điều kiện cũng được À, thằng vốn thích uống rượu và không thể không có rượu vậy bất luận ở chỗ nào phải có một xe chắc đầy rượu cho thằng Nhà vua thầm nghĩ giới của người xuất gia là không được uống rượu có điều pháp sư huyền trang đã có lời dặn dầu điều kiện nào cũng ưng thuận cho y vua đã. được ta ưng thuận điều kiện thứ hai là gì à, thằng biết là người sách gia không được ăn thịt nhưng thằng lại thích món này vậy bất luận thằng ở chỗ nào cũng phải có một xe thịt tư đi theo thằng ta ưng thuận còn điều kiện thứ ba Người cháu của Úc Trị Cung không thể ngờ rằng nhà vua lại chiều cho hai điều kiện y vừa yêu cầu, y nói tiếp. Ah, người xuất gia thì không thể có vợ, nhưng thần thì không thể thiếu đàn bà. Vậy bất luận thần ở chỗ nào cũng phải có một xe chở gái đẹp đi theo thần. Vua đường nghĩ bụng, ai chà, điều kiện này làm sao mà cho được. Nhưng Pháp Sư nói rằng, dâu điều kiện nào cũng chấp thuận cho y. Nghĩ vậy, vua đáp, được, ta hoàn toàn phải chuẩn tất cả. Bây giờ ngươi hãy chuẩn bị xuất gia được rồi. Thiên niên thấy không còn biện pháp nào khác để từ chối, đành miễn cưỡng nhận lời xuất gia. Khi y đi đến chùa Đại Hưng Thiên để làm lễ xuất gia, thì theo sau y là một xe chở rượu, một xe chở thịt và một xe chở mỹ nữ. Trong khi đó, tay chùa cũng đã có sự chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng trống và tiếng chuông trong chùa đều nhắc tề giống lên, thoạt nghe tiếng trống thiên chuông, thiếu niên bừng tỉnh ngộ. Ồ, ta vốn là vị lão tăng năm xưa, đến chỗ này để giúp Pháp Sư Hiền Trang Hoàng Dương Phật Pháp. Ngay đó, y vẫy tay đuổi hết cả ba đoàn xe trở về và không cần một thứ gì nữa. Thiếu niên đó sau này chính là Đại sư Khuy Cơ, và được người đương thời đặt danh hiệu là Tam Sa Tổ Sư, tức là Tổ Sư Ba Đoàn Xe. 闻三摩地所。